bạn đang tìm kiếm một chiếc máy xay có thể mang đi mọi nơi, đặc biệt là còn xay được cả đá và làm smoothie ngon ơi thì đừng bỏ qua video này nhé. Mình thấy có một số người trong các bữa ăn họ thường chỉ chú tâm đến những món ăn nhiều đạm như là thịt cá mà quên mất bổ sung các chất xơ và vitamin có trong rau củ quả. Còn với mình thì việc bổ sung chất xơ và vitamin thường xuyên đầy đủ trong chế độ ăn hàng ngày rất là quan trọng luôn. Việc này thì cũng sẽ giúp cho hệ tiêu hóa cũng như là sức khỏe của mình tốt hơn. Và từ hồi dịch Covid đến bây giờ thì mình cũng thường xuyên ăn sáng, và đặc biệt các bữa sáng của mình đa phần đều là smoothie sinh tố hoặc là sữa chua ăn kèm với cả ngũ cốc. Ăn uống như thế này sẽ giúp cho mình có một buổi sáng rất nhẹ nhàng nhưng mà đảm bảo là vẫn no lâu nha. Mọi người cứ tập làm quen duy trì và sau đấy thì nó sẽ thành một thói quen tốt của mình. Mấy bạn mà lười ăn rau củ quả thì có thể kết hợp những loại mà mình thích và những loại mà mình không thích với nhau. Sau đấy xay ra để uống thì bao giờ cũng sẽ dễ hơn khi là mình ăn trực tiếp rồi á. Người cũng có thể tham khảo chiếc máy xay nhỏ này của mình nhá. Mình có thể mang đi mọi nơi, mọi người có thể mang đến chỗ làm cũng được. Bởi vì đồ tươi thì bao giờ cũng là tốt nhất, cho nên là nước ép hay là xay sinh tố thì cũng như thế thôi. Máy này thì có tận 6 lưỡi dao cho nên là thành quả cho ra rất mịn. Chỉ cần sạc pin từ 3 đến 5 tiếng là mọi người có thể dùng trong 10 ngày rồi. Chiếc máy này của nhà Lazy Chef đúng là làm mình ưng cực kỳ luôn. Mọi người tham khảo nhá.